Sáng nay, chị Thân Thị Giá đưa con trai Lương Khắc Thành 2 tuổi và một người cháu khác đến nhà ông Thân Văn Kính, bố ruột chị, trú tại thôn Ban Lộc, xã Quang Lộc nhờ trông hộ. Khoảng 9 giờ, một người phụ nữ được cho là quen biết với ông Kính đến nhà ông chơi. Ít phút sau đó, người phụ nữ này bồng cháu Thành đến nhà một người dân tên Kiểm cùng thôn, cách nhà ông Kính khoảng 700m. Khi chị Giá không thấy cháu Thành thì hô hoán người dân đổ xô đi tìm. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì người dân phát hiện cháu Thành cùng người phụ nữ lạ tại nhà bà Kiểm. Cho rằng người phụ nữ này bắt cóc cháu Thành nên chỉ trong ít giờ, hàng trăm người dân tổ chức vây ráp không cho người phụ nữ này rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Can Lộc đã cử hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để nắm tình hình, đồng thời bảo đảm trật tự để tránh việc người dân quá khích hành hung người phụ nữ. Theo ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc, lực lượng chức năng đang được tăng cường tối đa để xử lý sự việc. Đến 15 giờ 30 phút, công an tỉnh đã điều động thêm 2 xe cảnh sát để hỗ trợ công an huyện Can Lộc bảo vệ không cho người dân tấn công người phụ nữ.